Đây nhá. Con này phải để 25V. 18 19V là con này không chạy được. Này, ví dụ 25V là nó chạy này. 25V này. Rồi mình chuyển xuống quan tâm 19V xem chạy. Được chưa? 18V là không chạy được luôn. Nên là chú ý cái điện áp của cái này là 24V. Đây. Ấn xuống này. Đấy, quay tít, ấn lên. Em đang để 8 nhân xung nhá. Đấy. 8 nhân xung này. On, off, on, on này. On, off, on, on. Được chưa? 8 nhân xung. Đấy. Hôm nay nó chạy bình thường này. Hàn này.